nữ đế trùng sinh đi vào tông môn bái sư. Vừa xuất hiện liền dẫn tới tứ đại tiên nhân chú ý. Chúng tiên vì tranh đoạt quyền thu đồ kém chút ra tay đánh nhau vỡ đầu. Không nghĩ tới nữ đế đối với cảnh này chỉ là lắc đầu nhao nhao cự tuyệt. Quay người bái nhập một cái không có chút nào tu vi phàm nhân môn hạ. Dù sao chỉ là tiên nhân cảnh. Cô ở kiếp trước vung tay lên liền có thể chụp chết mấy trăm người. Mà phàm nhân Lục Trường Sinh tọa hạ không có một ai. Đối nữ đế tới nói, tuyệt đối là một nơi thanh tịnh tu luyện chỗ. Thật tình không biết hắn kia khinh thường quần hùng thiên phú. Tại Lục Trường Sinh trong mắt lại tư chất thường thường. Lục Trường Sinh hắn chỉ là phàm nhân thân thể. Nhưng ở đánh dấu hệ thống gia trì xuống, hắn sớm đã là phương này vị diện đỉnh cao. Như mọi khi anh biểu thị mình không thu đệ tử, để nữ đế bại nhập các trưởng lão khác môn hạ. Trong đó một tên, tuổi tác khá cao trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chức trách người thân là một đường chi chủ. Chiếm dụng học viện tài nguyên, truyền đến thiên hạ vốn là nhiệm vụ của mình. Ngươi lại vì sao không nghĩ thu đồ à? Gặp các vị trưởng lão bắt đầu van nài đủ kiểu. Lục Trường Sinh nghe xong đau cả đầu. Cơ thể lười biếng vừa muốn nói gì, lại bị trong đầu một thanh âm xáo trộn. Túc chủ phát động nhiệm vụ, mời tiến về Thiên Nguyên Thành thu đồ. Tính danh Diệp Thu Bách, thiên phú cấp SSS, tư chất bình thường, quang minh chi thể, chính là thánh đế chi tư. Lúc này Lục Trường Sinh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu các trưởng lão. Ta đi Thiên Nguyên Thành thu đồ đệ, các ngươi tiếp tục lưu lại. Một đám trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ. Tiểu tử này không phải nói mình nhận đồ đệ ngại mệt sao? Mà lại toàn bộ Thiên Nguyên Thành thiên kiêu, thậm chí nữ đế đều tại lúc này. Một đống hạt giống tốt không chọn. Quả thực là muốn chạy đi Thiên Nguyên Thành làm cái gì? Thiên Nguyên Thành là hoàng triều thủ đô, mà Diệp gia liền tại Thiên Nguyên Thành một trong tứ đại gia tộc, thực lực cực kỳ cường thịnh. Hôm nay liền Diệp gia khảo thí thực lực thời gian. Nói đến kia Diệp Thu Bạch cũng muốn tham gia đi. Kẻ này lúc trước ngộ nhập kiếm thánh truyền thừa cấm địa, gặp vô thượng kiếm khí công kích, tuy nói là mang về một cái mạng, đáng tiếc tu vi bị phế, kinh mạch hủy hết, thiên phú cũng rớt xuống ngàn trượng, mà lại hắn tính cách quá mức ngay thẳng, lúc trước cũng đắc tội không ít quyền quý, bây giờ tu vi xuống dốc Diệp gia cũng muốn vứt bỏ hắn. Giờ phút này Diệp gia từ đường phía trước, rất nhiều người vây quanh ở một chỗ dưới đài cao, mà trên đài cao liền có một khối có thể khảo thí thiên phú thực lực thông thiên thạch. Kế tiếp Diệp Thu Bạch, trong góc Diệp Thu Bạch trong ngực ôm một thanh kiếm, yên lặng đứng dậy hướng phía thông thiên thạch chậm rãi đi đến. Trên đài cao có ba người ngồi ở phía trên, trong đó cầm đầu liền gia chủ Diệp Thanh Diệp gia, cũng là Diệp Thu Bạch phụ thân. Hắn khe khẽ thở dài, nhi tử của mình vận mệnh vì sao như thế long đong. Mà tại Diệp Thu bên cạnh đứng đấy một quần áo hoa lệ, sắc mặt thanh lãnh nữ tử, quan sát một màn này biểu lộ lạnh lùng. Đi vào thông thiên thạch lúc trước, một bên trưởng lão hô, Diệp Thu Bạch đem để tay tại trên thông thiên thạch. Diệp Thu nhìn cái này trước kia, đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy trưởng lão một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt rơi vào kia thanh lãnh trên người nữ tử, trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Khi còn bé hai người thanh mai trúc mã, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ làm mẫu. Sau khi lớn lên bởi vì môn đăng hộ đối, hai nhà trực tiếp đính hôn hẹn ước. Mà bây giờ mình tu vi bị phế, hôn ước coi như thôi, hôn thư bị hủy. Đã từng tiểu nữ hài kia, bây giờ cũng biến thành như thế lạ lẫm. Thu hồi ánh mắt, đem để tay tại thông thiên thạch phía trên. Rất nhanh trên thông thiên thạch lóe ra một sợi ánh sáng nhạt. Trưởng lão thấy thế cười lạnh liên nói, Diệp Thu BX luyện khí tam trọng, thiên phú hạ đẳng. Quả nhiên, Diệp Thu Bạch trong lòng mình cũng rõ ràng. Từ đây toàn bộ Thiên Nguyên Thành sợ là không ai không biết vị trí của hắn. Phía trên Diệp Tinh quan sát một màn này, sắc mặt cũng là cực kỳ khó xử. Nữ tử kia tựa hồ đã sớm biết kết quả. Cô lại tới đây tựa hồ đều chỉ là vì nghiệm chứng. Diệp Thu Bạch có phải thật vậy hay không, đã tu vi đã phế. Diệp Thu Bạch phí công nghe lấy quanh mình trào phúng, không khỏi cười thảm một tiếng. Diệp gia là Thiên Nguyên Hoàng hướng một trong tứ đại gia tộc, chính là đỉnh cấp thế gia, làm sao lại tiếp nhận một cái tu vi phế vật. Cái này truyền đi cũng là sỉ nhục. Bởi vậy Diệp Thu Bạch chuẩn bị rời khỏi Diệp gia, một mình xông pha giang hồ một lần. Có lẽ còn có thể có mấy phần kỳ ngộ. Phụ thân Diệp Thu tự nhiên cũng biết nhi tử ý nghĩ. Có lẽ chỉ có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, mới có như vậy một cơ hội khôi phục tu vi. Sau đó Diệp Thu Bạch công công thân, quay người liền rời đi. Diệp gia ngoại trừ Thiên Nguyên Thành phía sau liền một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm Diệp Thu Bạch đột nhiên dừng bước, nhìn xem trước người ba cái người áo đen. Tựa hồ đã sớm đoán được, sắc mặt lạnh nhạt nói, chờ thời gian dài như vậy rốt cục tóm được. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi bên trên hỏi một chút, đến cùng là ai không chờ được muốn diệt ta. Rất nhanh, vừa ra Thiên Nguyên Thành liền có sát thủ đi theo. Một người trong đó nói, Diệp Thu Bạch sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế.
ngươi mấy năm này đắc tội nhiều người như vậy, hỏi cái này chút lại có ý nghĩa gì? Diệp Thu Bạch nắm thật chặt ngọc bội trong tay. Đây là hắn từ kiếm thánh truyền thừa chi địa, duy nhất mang ra đồ vật, trong đó có một bộ trận pháp. Một khi phóng thích ba người này không có khả năng ngăn cản được. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ mình cũng không cách nào chịu đựng lấy trận pháp phản thế chi lực. Chỉ là hiện tại đã không có cái khác lựa chọn. Đã như vậy, chủy thủ một người giơ lên thay đổi dần hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới. Trên trường kiếm có kiếm mang lấp lóe, uy sĩ càn quét Diệp Thu Bạch. Đối phương căn bản liền không nghĩ lấy lưu thủ, xuất thủ chính là toàn lực, chỉ cầu nhất kích tất sát. Diệp Thu mặt trắng sắc siết chặt, đang chuẩn bị đem ngọc bội ném ra lúc, phía trước mình liền xuất hiện một đạo bạch sơn bóng người, một chỉ nhô ra, kiếm kia liền rơi vào bạch sơn nam tử chỉ, kiếm mang chạm tại trên ngón tay, thoáng như châu đất xuống biển, không có động tĩnh chút nào. Cũng không thể để các ngươi giết hắn, hắn chớ ta đi đâu tìm đồ đệ đây, ngươi là ai? Người áo đen sắc mặt giật mình hỏi, lập tức rút kiếm lui lại. Một giây sau ba hắc y nhân đều đổ xuống, đồng thời Lục Trường Sinh tại bọn hắn trước khi chết sử dụng siêu hồn thuật. Một cỗ tin tức liền truyền vào trong đầu của anh. Lục Trường Sinh nhìn về phía Diệp Thu Bạch, khẽ nói, ngươi muốn biết là ai sai sử bọn hắn đến giết ngươi sao? Diệp Thu Bạch sững sờ, lập tức gật đầu. Mục Lục kiên nghị là Giang Thiền, thấy thế, Lục Trường Sinh cũng không có ý định giấu giếm khắp nơi chân tướng. Nghe được đáp án này, Diệp Thu Bạch như bị sét đánh. Cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Người này lại là hắn Thanh Mai Trúc Mã. Cái kia khi còn bé cái gì đều muốn cùng một chỗ Giang Thiền. Diệp Thu Bạch ôm quyền hỏi, tiền bối đại ân, Thu Bạch ngày khác tất báo, không biết tiền bối tục danh. Ta là Lục Trường Sinh muốn thu ngươi làm đồ đề, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Thu Bạch sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, tiền bối chớ có nói đùa. Bây giờ ta tu vi đã phế, thiên phú không tại, đâu còn có tư cách trở thành tiền bối đệ tử. Lục Trường Sinh cũng không nói gì, ngón tay chỉ tại Diệp Thu Bạch mi tâm, muốn điều tra thân thể của hắn tình huống. Trong kinh mạch tràn ngập kiếm khí, căn cơ bị hao tổn, phối hợp công pháp đơn muốn chữa trị liền có thể phá. Sau đó khiến Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần, biểu hiện nếu như ta nói có thể làm cho ngươi trở lại đỉnh phong, thậm chí để ngươi thiên phú phát huy đến cực hạn, siêu việt dĩ vãng, ngươi sẽ theo ta đi sao? Nghe vậy, Diệp Thu Bạch trong ánh mắt trong nháy mắt phát ra thần thái, mà lại kiếm tiền bối như thế tự hành, nghĩ đến cũng sẽ không lừa hắn. Trên người hắn lại không có gì chân quý đồ vật. Lúc này Diệp Thu Bạch liền hai đầu gối quỳ xuống đất đối Lục Trường Sinh, bái kiến sư tôn. Mà Diệp Thu Bạch bái kiến sư tôn lúc, túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, thu hoạch được thu đồ gói quà lớn cực phẩm thịnh khí Thanh Vân kiếm, tặng cho kiếm kinh cùng tạo hóa đan, đồng thời sẽ mở ra đồ đệ dưỡng thành nhiệm vụ. Nghe được hệ thống sau đó, Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thu Bạch về tới giấu đến thư viện Thảo Đường. Đi vào Thảo Đường, chỉ thấy Lục Trường Sinh phất phất tay, một thanh kiếm cùng một viên đan dược liền xuất hiện ở Diệp Thu Bạch trước người. Ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không có gì tốt đồ vật tặng cho ngươi, liền đem chuôi này Thanh Vân kiếm giao cho ngươi, đưa ngươi cắm vào mây xanh. Diệp Thu nhìn không đến thanh này Thanh Vân kiếm 10 lượt, sắc mặt giật mình. Cái này Thanh Vân kiếm biến mất tại trong vỏ kiếm, liền có như không sắc bén. Kiếm ý không ngừng quay chung quanh, dùng tay nắm chặt, liền có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý đại đạo. Nếu là ra khỏi vỏ nên loại nào quang cảnh. Nghĩ tới đây Diệp Thu Bạch liền muốn rút kiếm. Khuyên ngươi vẫn là đừng rút ra, lấy ngươi bây giờ còn không chịu nổi thanh kiếm này hư ảnh. Diệp Thu Bạch lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, bên kia còn có đan dược, có thể giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Nói xong Lục Trường Sinh một chỉ nhô ra điểm. Tại Diệp Thu Bạch chỗ mi tâm, từng đạo công pháp tin tức truyền vào Diệp Thu Bạch trong óc, phái ra kiếm kinh kiếm hóa đan điền, kiến trúc kinh mạch, thành tựu vô thượng kiếm thể. Huyền diệu trong đó có thể nói là Diệp Thu Bạch cuộc đời hiếm thấy. Vô luận là trong gia tộc công pháp, vẫn là bên ngoài gia lịch luyện, thế chỗ ở giữa đều không kịp bộ này Thái Sơ kiếm kinh 1/10.000. Diệp Thu Bạch trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, lập tức nhẹ gật đầu không còn từ chối, đem tạo hóa đan để vào trong miệng, bàn tay tọa hạ cảm ngộ công pháp. Ba ngày thời gian rất nhanh liền qua một ngày. Ở bên ngoài bàn tay tọa hạ Diệp Thu Bạch đột nhiên mở mắt, quanh thân đúng là xuất hiện một đạo vòng xoáy linh lực. Một đêm này ở giữa Diệp Thu Bạch quanh thân kiếm khí vờn quanh, liền liền trong tay chuôi này Thanh Vân kiếm cũng bắt đầu triển lộ yếu ớt kiếm mang. Lục Trường Sinh đi ra nhà cỏ duỗi lưng một cái, nhìn thấy màn này, sờ đến đề nghị ngưỡng cửa, sau đó không khỏi nhẹ gật đầu, mở miệng nói Ngân An Triệu Bạch Mã tát tháp như lưu tinh. Diệp Thu Bạch tựa hồ nghe đến, kiếm khí đúng là bắt đầu ở mảnh không gian này gào thét. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành.
Thử Không Y đi thăm tàng công cùng tên. Tiếng nói vừa xuống, Diệp Thu Bạch mở bừng mắt ra. Trong tay Thanh Vân kiếm càng là kiếm mang đại thành. Thứ năm kiếm đạo ý chí. Từ Diệp Thu bị ách thành một mảnh bên trong phóng lên tận trời. Động tĩnh sự kinh hãi động toàn bộ ẩn đạo thư viện. Đây là kiếm ấn, lại là một kiếm giả xuất thế. Lúc này tại ngũ viện kiếm đường, một cái áo đỏ nữ đế đang luyện công. Giờ phút này cũng mở mắt ra, nhìn về phía kia động tĩnh oanh minh phương hướng. Ẩn đạo thư viện quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ đế liền nhớ tới trước đó bị Lục Trường Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta sẽ để cho ngươi không thu ta làm đệ tử mà cảm thấy hối hận. Cùng đập trên vách, hai con ngươi tiếp tục cảm ngộ trước mắt huyết hồng trường kiếm. Mà cũng tại lúc này, Lục Trường Sinh trong đầu cũng xuất hiện liên tiếp thanh âm. Dưỡng thành nhiệm vụ hoàn thành, túc chủ thu hoạch được cửu u hoàng quyền đại trận. Nhìn thấy đạo trạch ngàn năm tu vi, tiếp lấy hắn đi tới thảo đường trên không. Cái này cửu u hoàng quyền đại trận uy lực so với thư viện tàng bảo khố bên trong phong trận nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Trận pháp đẳng cấp chia làm thiên địa huyền hoàng, bây giờ tàng thư viện hộ viện trận pháp liền là địa cấp trận pháp. So sánh cùng nhau, cửu u hoàng quyền đại trận đẳng cấp cũng đã viễn siêu thiên cấp. Bất quá vật liệu phương diện lại là cái nan đề. Phượng Ngô Đồng ngược lại là dễ nói, thảo đường bên trong liền có lưu sống, nhưng là cái này Xích Mộc Thiên Tân duy chỉ có thiếu cái này một vị, xem ra cần phải đi thư viện tàng bảo khố tìm. Một bên khác, toàn bộ ý thức trong đường, thư viện viện trưởng Tần Thiên Nam cùng các viện trưởng già đều ở đây thương thảo chìa khóa. Nghe nói thảo đường thu đồ, Chiêu Thái Dương coi hướng đám người cười nói, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể làm cho tiểu tử Trường Sinh kia lên thu đồ chí ý, mà lại còn vì người kia ra thư viện, tự mình đi đến Thiên Nguyên Thành. Phải biết những năm này Lục Trường Sinh thân cư xét ra, đừng nói thư viện, liên liên thảo đường môn đều rất ít ra. Tất cả trưởng lão đồng dạng biểu cảm, có lẽ là trưởng thành hiểu chuyện đi, hy vọng như thế đi. Tốt, chúng ta tới trước nói một chút thư viện thông báo sự tình. Dù sao cái này nhưng liên lụy tới chúng ta Nam Ngự Thư Viện, cùng cái khác ba ngự thư viện giao lưu vấn đề. Ngũ Đường trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chúng ta Nam Ngự Thư Viện đã liên tục 4 lần xếp hạng cuối cùng, lại tìm không ra hạt giống tốt chỉ sợ còn phải nhớ thương. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, Lục Trường Sinh đẩy cửa vào. Trường Sinh gặp qua viện trưởng, gặp qua các vị trưởng lão. Tần Thiên Nam gõ gõ đầu có chút đau đầu, có chuyện gì? Lục Trường Sinh nói rõ mình đến tu viện giải A, ta muốn đi một chuyến tàng bảo khố, phía bên mình đang bố trí trận pháp, còn thiếu một cây Xích Mộc Thiên Tân. Xích Mộc Thiên Tân, tất cả trưởng lão đều là sắc mặt một mặt. Đây chính là một loại cực kỳ khan hiếm trận cơ vật liệu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi xuất hiện liền sẽ lọt vào thế lực khắp nơi tranh đoạt. Tần Thiên Nam lại phất phất tay Trường Sinh, ta cũng bất quá hỏi ngươi muốn Xích Mộc Thiên Tân làm cái gì, vậy ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vài ngày trước ngươi không phải tự mình đi một chuyến Thiên Nguyên Thành, thu một vị đệ tử sao? Một tuần lễ sau thư viện thi đấu liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó ta cần đệ tử của ngươi tham gia. Không có việc gì, hắn là đồ nhi ta. Ta nói một hắn còn dám nói hai không thành. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than một tiếng, đồ nhi à, không phải vi sư không trượng nghĩa, mà là hắn cho thật sự là nhiều lắm. Sự tình xong xuôi, Lục Trường Sinh về tới thảo đường. Giờ phút này Diệp Thu Bạch ngay tại nhà cỏ trước luyện kiếm, kiếm khí liên tục xuất hiện kiếm mang bốn phía. Trường Sinh nhìn thoáng qua đạo kiếm khí hư nội liễm, loài loạch có làm được cái gì, có hoa không quả. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch đệ tử có chỗ sự vật và tên gọi lần nữa thi triển gặp chiêu. Mặt trời lặn, Diệp Thu Bạch giờ phút này kiếm dấu vết bên trên không có trước đó như thế phong mang tất lộ, ngược lại là nội liễm trong đó. Lục Trường Sinh cũng theo đó đi ra nhà cỏ. Diệp Thu Bạch lập tức ôm quyền nói, sư tôn, những ngày này ngươi liền hảo hảo tu luyện, 7 ngày sau liền sẽ có một cái thư viện thi đấu, đến lúc đó ngươi liền đi tham gia đi. Thư viện thi đấu? Diệp Thu Bạch đôi mắt bên trong hiên ra tia kích động, đệ tử minh bạch. Cùng lúc đó Thiên Nguyên Thành Diệp gia đại trưởng lão Diệp Lâm nhìn xem con của mình cống hiến sức lực, nhưng mà ngươi lần này bị mang đến thư viện trưởng lão thu làm đệ tử, đương biểu hiện tốt một chút, không thể ném ta Diệp gia mặt mũi. Nói xong khinh miệt nhìn thoáng qua một bên Diệp Thanh Liên. Diệp Thanh Liên ôm quyền lễ phép, ta sẽ không phụ lòng cha, lần này thư viện tỉ thí con chắc chắn giành được một thứ hạng, vì Diệp gia ta vẻ vang. Đem Diệp Thu Bạch vứt bỏ mặt mũi cho mang về, Diệp Tình ở một bên sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách thư viện thi đấu còn có 2 ngày, Diệp Thu Bạch đứng tại gian nào tiên múa kiếm trước bức tranh, trong lòng giống như lại có cảm ngộ. Một cỗ kiếm khí từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, khí tức nhanh chóng kéo lên thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được mình lại lần nữa tinh tiến tu vi, không khỏi cảm khái nói, không hổ là sư tôn,
Mỗi một lần nhìn bức họa này đều có thể có nhìn thấy khác biệt cảm ngộ. Nếu như bị Diệp Thu Bạch không biết, bức tranh này, nhưng thật ra là Lục Trường Sinh nhàm chán lúc tiện tay vẽ. Cái kia không biết được nhiều kinh kịch. Những ngày này Diệp Thu Bạch cũng biết một phen tàng thư viện. Tàng thư viện lấy điểm cống hiến làm bình phán tiêu chuẩn. Điểm cống hiến có thể tiến vào tàng bảo các, chọn lựa công pháp 5 cái, đổi lấy thiên tài địa bảo. Mà muốn thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp một trong, liền đi diễn vũ đài, cùng trong thư viện người tiến hành luận bàn. Đặt cược điểm cống hiến liền có thể lên đài khiêu chiến. Thắng liên tục càng nhiều, điểm cống hiến liền sẽ gấp bội, nhưng một khi thua, điểm cống hiến liền sẽ toàn bộ về đối phương tất cả. Nghĩ đến cái này, Diệp Thu Bạch mang theo một thanh kiếm gỗ liền hạ sơn, đi vào chỗ ghi danh. Cổng ngồi một lão giả danh tự. Cái nào đường khẩu tu vi ép điểm cống hiến, Diệp Thu Bạch không báo bên trên danh tự. Thảo đường kim đan đặt 100 điểm cống hiến. Thảo đường lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thu Bạch, đưa tới một cái thủ bài. Trên đó viết số 11, đại khái là đợi một nén hương thời gian, liền gọi vào Diệp Thu Bạch chỗ số 11. Diệp Thu Bạch có chút dậm chân nhảy lên diễn vũ đài, mà đối diện với hắn là một kẻ thân thể cực đại. Trên thân cơ bắp tràn ngập bạo tạc cảm giác như một quả núi. Đúng lúc nào hô thảo đường Diệp Thu Bạch giao đấu, cảnh giới giống nhau bội xuất gấp đôi. Một cái lão giả tuyên đọc xong liền thối lui đến dưới đài. Mà quan chiến người nghe được lời nói này sau, đều là kinh hãi. Thảo đường là cái kia đệ tử đã chọn. Mấy chục năm qua, Lý Hạ nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, không khỏi cười lạnh đến thảo đường đệ tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thảo đường người đến cùng có năng lực gì. Cùng lúc đó, giữa không trung có mấy tên trưởng lão đi tới nơi đây, trong đó liền bao gồm thư viện viện trưởng Tần Thiên Nam. Xem ra các vị đều muốn nhìn xem tiểu tử Trường Sinh kia thu nhận đệ tử thế nào a? Lý Hạ trưởng lão cũng hừ lạnh nói, nếu như hắn thu nhận đệ tử không được, như vậy về sau liền không thể lại chiếm dụng học viện tài nguyên. Một bên khác đối chiến cũng bắt đầu.